Dạ. Đây là các cổ động viên của hai đội Thụy Điển và Tây Ban Nha. Xin hỏi ai ủng hộ Thụy Điển ạ? Giơ tay. Ờ, thêm một Thụy Điển nữa à? Yên tâm, Tây Ban Nha ơi, em giơ tay. Ờ, thêm Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Ờ, thêm Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Thế mẹ là đội nào đây? Mẹ hả? Vâng. Cá. Quả nào vào là cũng... Yeah. Yeah. Ai vào là cũng ra hết. Hình đội nào? Tôi thích ông trọng tài. Cổ vũ trọng tài à? Anh ủng hộ đội nào đây? Không ủng hộ đội nào à? Không có đội ý à? Xem là thích. Pau xe. Pau á? Bà đang vừa có một cú tùng rất mạnh. Phương chưa pau đâu. Tắt đèn để pau đi. Pau đi. Ở đây, còn về khu nhật kia anh không quay. Thụy Điển có lên. Thụy Điển có lên. Tại sao của ủng hộ Thụy Điển? Ủng hộ A3 và A-Team có lên. À. Bóng đá ủng hộ A3. Ủng hộ ban nhạc A3. A3 và A-Team. Cổ động viên này. Cổ động viên được nhỉ? Abishima. Yeah. Dia. Kia. Ôi, là mất rồi. Mất bài rồi. Bia. Và anh em ăn phải ăn hết rồi. Ai thích ăn thì ăn đi. Hơi chua, cái này để dành cho Hình. Sao này là cho con à? Mẹ biết ra hôm nay. Cái này là cái đồ này là mẹ chắc không ăn được. Mua nhưng mà chắc được cho Phương với Hình ăn. Họ nắm rõ về lịch sử các con người và địa danh các văn hóa các nước. Mình nguyện viên của mình chỉ nói là chuyện suốt. Nhưng mà trong bóng đá này nói kể những cái đấy ra thì cũng mà dài lắm. Ai người ta kể nó rất là dài này. Thì người ta không chỉ là chỉ nói những cái diễn biến trên sân, người ta sẽ mở rộng ra. Ôi, cái thằng áo đỏ này tay nó đá chụp đúng vương ghê nhất đấy. Đúng vương lắm ấy. Anh biết đúng vương tay thế nào? Như là bóng ấy. Hả? Không, cái mà là nhầm thế này này. Cái mà là kiểu anh Phương tay cái thế này này. Không sao mà tay phản quá này. Công này. Thế là chống phản mà cầu thủ quốc tế. Trong khi mà chạy bóng ấy. Vâng, có vâng không? Con tay cái thế này. Vâng, như thế thật. Như thế mới tránh bị manh. Manh nhá. Cầu thủ quốc tế là cũng chân mà đâm vào. Tay cái công mà chạy. Thế đội nào đây? Đội nào anh quay đây? Đội cổ động viên. còn cái ngày mà anh Phương mới đi tập xe thì hình như là sao? Vai của anh thế nào nhỉ? Cái bóng là chụp về Carlos Sanchez. Giờ nhưng một bên. Giờ đấy đang nghiêng. Giờ nghiêng 23,5 độ. Bây giờ nghiêng 22 độ. Cái ngày anh Phương mới tập xe máy đi vai cũng nghiêng một bên.